Dạ vâng, hôm nay thì em tranh thủ đang vãn hàng ở cửa hàng vì mấy cái bộ tủ đài này với cả đôi loa với cả đồ hôm nay cũng lại giao cho khách. Em tranh thủ em quay test một cái đôi loa như thế này cho anh em, là một đôi loa rất là cổ đấy. Vâng, cái bát ở trong là lăm châm móng ngựa nhá. Vâng, thì bát này thì rất là hay, mà em ghép với cả cái bộ loa này thì nó hơi khủng á, tôi ghép với cả âm ly 7.900 thôi ạ. Vâng, đang ghép với cả cái âm ly này, và em sẽ là test qua cái Bolero. Vâng, cho cả nhà nghe nhé, em vẫn test qua điện thoại thôi ạ. Vâng. Đây ạ. Vâng, em cắm qua cái của 7.900 thôi ạ. Vâng. Nhà liên hệ cho em qua bên âm thanh Khánh Hằng cơ sở 1 nhé. Đôi loa này rất là rẻ ạ, chỉ có mấy triệu thôi ạ. Và logo của em đây ạ, cả nhà chụp giúp em nhé. Và loa này là cái lâm châm của hãng lâm móng ngựa.
mong khắp cả thị trường nghe người ca bài ca người thương lời nhớ trên tiền trên áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thương trên tiền trên